Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin kính lễ đạo tràng và kính chào lại tất cả quý cô chú như anh chị em trong đạo tràng kính mến. Dạ em không dám đâu chị Linh Kiều ơi, chị quá khen. Em thiệt mắc cỡ cũng chết luôn ạ. Hồi nãy chú Tịnh Thiền có trao đổi qua bài Nan Thơ Cẩm Tú, chị cũng có mời quý chú lên để bổ túc thêm. Nhưng con thấy rằng chắc không có ai dám bổ túc đâu, tại vì chú Tịnh Thiền đã trao đổi rồi thì không còn sót gì nữa đâu. Bây giờ chuyển qua cái đề tài nghi vấn hỏi đáp, nghi vấn giáo lý. Thì con cũng xin mạo muội lên trước và cũng xin được hỏi qua đạo tràng, kính hỏi lên quý chú. Bài này trong bài Thiên Lý Ca mà Đức Thầy có nói trong cái đoạn này, nhờ mấy chú giải dùm. Thầy nói như thế này: cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển, sứ hà tiên linh hiển cơ quan, nhân sanh sẽ hiệp một đàn, hết thìn rồi lập nhân hoàng hội ra. Cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển, thì con thấy thì năm thìn đã qua rồi, cũng không thấy vận chuyển gì hết, mà không biết quý chú có thấy gì không. Rồi sứ hà tiên là sứ nào, rồi nhân sanh hiệp một đàn thì gom lại một mối, hiệp cùng nhau một mối, mà con cũng chưa thấy thì sao. Còn hết thìn rồi lập nhân hoàng hội ra thì năm nay năm tỵ, hết thìn thì tỵ, quý cô quý chú ơi, mà có phải năm nay hay không mà lập hội hay chưa? Vậy xin kính mời quý chú trao đổi dùm cho toàn thể trong đạo tràng cùng nghe chung. Xin cảm ơn trước. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ chị Kiều ơi, lên cầm mic lại chị ơi. Dạ quý đồng đạo ơi, sao mà mình thấy bữa nay là như có vẻ nó vắng lặng ha. Đã được câu hỏi có sớm vắng mà chưa thấy bàn tay có ai lên để chia sẻ. Anh Kiều xin mời huynh Hồng Quang nè, huynh có trước máy không? Huynh Thanh Quang nè, rồi và những đồng đạo mà trong những Việt Nam anh Kiều chưa biết, mời chư quý đồng đạo lên đóng góp cho cái câu hỏi của xóm vắng miền quê. Dạ con mời chú Tịnh Thiền, bữa nay chắc chú Tịnh Thiền live show luôn quá. Con mời chú. Nam mô A Di Đà Phật. Thấy Ninh Kiều gọi hoài cũng không ai chịu lên, mà tôi thì giờ cũng nhường quý vị mà không có ai chịu lên cho tôi thì cũng phải lên thôi. Sám vắng miền quê thì cũng muốn biết hiểu về thiên cơ, mà cái này thật sự là thiên cơ quý vị, cho nên là mình biết tới đâu thì mình trình bày tới đó thôi, chứ thật sự ra là thiên cơ rất là khó, rất là sâu xa, nhưng mà cũng phải tìm hiểu. Cho nếu mình là tín đồ Đức Thầy nói những câu quyền bí ráng tìm cho ra, hay là truyền sấm như bài toán đố, ai biết tầm mình đang hướng nhờ mà mình không tầm như vậy thì nó đâu đúng cái lời Thầy kêu gọi. Nhưng mà bởi vì cái trí mình trí phàm, còn lời thiên cơ đó là cái lời này rất là sâu xa, rất là quyền bí. Nói Đức Thầy viết nhưng Thầy cũng có mối, có hé lộ, nhưng mà mình rất là khó tìm. Thì mình tìm tới đâu thì mình hiểu tới đó. Do đó mà cái câu này là cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển, thì quý vị biết nói về cái môn lý số đó thì nó có can và chi, kêu là thập thiên can đó, 10 điểm đó là kêu là giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý, đó là thuộc về thập thiên can. Còn thập nhị địa chi là tý sửu dần mẹo thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tức hợi, đó là thập nhị địa chi. Thành ra cái tên tuổi, cái tuổi của chúng ta đó nó gồm có can và có chi. Cũng như cái năm Đức Thầy mở đạo đó là năm kỷ mão, kỷ là can còn mão là chi. Chứ nếu nói năm mẹo đó, năm kỷ mão mà nói năm mẹo người ta không biết năm mẹo nào, nhưng mà nói Đức Thầy mở đạo năm kỷ mão thì người ta truy, người ta biết liền. Tức là 1139 là kỷ mão, trước 1139 là 60 năm cũng có kỷ mão, và sau 1139 đến 99 đó, thì nó cũng có cái kỷ mão nữa. Thành ra nói kỷ mão thì người ta biết được năm kỷ mão nó thuộc năm nào. Còn nếu năm mão đó, năm mão đó mà người ta không biết, cũng như cái câu Thầy nói là cuối năm thìn thì chỉ do biết cái chi không à, thì 12 năm nó có cái thìn, 12 năm có cái thìn. Từ ngày Đức Thầy mở đạo tới giờ đó là nó là năm sáu cái thìn rồi. Bây giờ cái năm canh thìn là 40,
Rồi là 12 năm sau là 52 có cái thìn nữa, rồi 64 có cái thìn nữa, cứ vậy ra mà nấu tới hoài. Thì cái gì đó, thành ra cái này là mình mò thôi, cho mình không biết nó là thuộc cái năm thìn nào. Thì như năm rồi đó là năm thìn, năm nay là năm tỵ là con rắn. Nhưng mà không biết là cái câu thìn này nó ứng vào cái con giáp này hay là con giáp khác. Thì nhưng mà tuy nhiên chúng ta cũng phải mò lần. Thì cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển, thì cho biết là cái nghĩa đen của nó là cuối cái năm thìn đó thì có sự biến chuyển mà trên đất nước Việt Nam chúng ta hay là trên thế giới. Rồi sứ hà tiên linh hiển cơ quan thì đây cũng nói theo nghĩa đen, chứ hà tiên có người nói là hà là sông, tiên là trước, là con sông trước. Nhưng mà cái nghĩa đen ở hà tiên thì mình thấy rằng là có cái tỉnh Hà Tiên đó, mà linh hiển cơ quan thì không biết cái chuyện gì nó xảy ra tại xứ Hà Tiên đây mà năm nay năm tỵ rồi mà mình cũng chưa thấy. Rồi nhân sanh sẽ hiệp một đàn, tức là hết năm thìn rồi đó thì từ từ sẽ tới cái lúc mà nhân sanh sẽ hiệp một đàn, hết thìn rồi lập nhân hoàng, hậu ra lại cái cậu hậu nhân hoàng nó cũng sẽ xuất hiện sau cái năm thìn. Trong giáo lý mình nó cũng có cái chỗ nói là Đức Thầy nói là nay gần đến Long Phi Xà Dĩ cảnh gian nan bá tánh hầu kê. Long Phi tức là cuối thìn, năm thìn, còn Xà Dĩ là cuối năm tỵ là con rắn. Nay gần đến Long Phi Xà Dĩ cảnh gian nan bá tánh hầu kê, thì cái câu này tôi theo dõi hoài từ khi mà tôi biết đạo đó, năm 1864 của phát tâm tu cho tới giờ đó, thì theo dõi hoài mà không có thấy năm thìn năm tỵ nào mà nó xảy ra. Nhưng mà vừa rồi đó thì lúc mà tôi đương mà ở trong nhà thì nghe một bạn là phan ông anh hữu hữu anh hay gì ông hữu nó hay gì đâu trời ơi, mà hai cái tòa nhà ở New York cái nơi bị máy bay nó đụng là sập chết mấy ngàn người ra đó thì có nghe ra vô mới gì nghe nói đây đó. Thì quý vị biết là cái năm mà hai cái tòa nhà ở New York mà nó sụp đó, chết mấy ngàn người, mà làm cái kinh tế của Mỹ là bị điên đảo đó. Bởi vì hai tòa nhà này là dân giàu, dân giỏi không à. Mà cái đầu não kinh tế cũng nằm ở tại đại đó, vì của nước Mỹ mà quý vị biết nước Mỹ nó giàu vậy đó. Thành ra là những nhân tài ở đó có biết bao nhiêu nói, mà chết mấy ngàn người như vậy đó. Thành ra mình mới chưng hửng mà nó ủa, vậy thì Long Phi Xà Dĩ là phải Xà Dĩ này không? Cảnh gian nam ba tánh hầu kề. Thì quý vị biết là sau cái vụ đó rồi thì là Afghanistan bị Mỹ trả đũa. Bởi vì Bin Laden nó ở Afghanistan mà nó là chủ trương là nó tấn công Mỹ bằng hai tòa lâu đài đó, cho nên cuối cùng rồi nghe là chính quyền của Afghanistan cũng bị sụp đổ. Rồi từ đó mà kéo qua Iraq luôn, mà kéo dài tới bây giờ là cái chiến tranh càng lúc càng tăng, nhưng mà thấy nó cũng chưa dữ không. Còn thì năm nay cũng là năm tỵ nữa, còn nếu mà từ đây năm nay mà từ đây cuối năm đó cũng Long Phi Xà Dĩ nữa nè, mà nó có biến cố còn lớn hơn cái biến cố ở New York nữa thì nó là tới rồi đó quý vị. Chắc chắn là tới rồi, không còn gì nữa đâu quý vị. Có nếu mà có theo dõi thời cuộc là quý vị sẽ thấy cái chiến tranh ở Trung Đông nó càng lúc nó càng găng dữ dội lắm. Mặc dù từ đây đến cuối năm nó còn không mấy tháng nữa, nhưng mà nếu mà có cái màn nó nổ rồi đó là thình thị ngọ mùi là năm rồng rắn ngựa dê, chúng sanh thế giới ê thay phơi đó. Rồi đi tới dậu này là cũng dậu Phật ra đời, thế giới bình an chứ không có dậu khác nữa. Thành ra chỉ cần là chúng ta muốn biết thời cuộc có theo dõi từ đây cuối năm này quý vị sẽ biết rồi. Nếu mà nó biến chuyển dồn dập thì nó tới, còn không dồn dập thì nó chưa tới cái màn kết thúc đó. Thành ra sứ Hà Tiên linh hiển cơ quan nhân sanh sẽ hiệp một đàn, hết thình rồi lập nhân hoàng hậu ra. Thì hết cái thình này đó, nếu mà cái hậu nhân hoàng có thể tị ngọ nè, mà nhất là năm mùi. Quý vị biết cái năm mùi là cái năm mà nó rất là quan trọng. Bởi vì có một ông đồ hỏi Đức Thầy, chứ nói Thầy nói có vua ra đời mà vua ra đời năm nào? Thì Đức Thầy nói là Ất Niên Bình Thự Kiến Quân Thần. Cái năm Ất đó là có vua ra đời đó. Thì mình xét là cái năm mùi này đây là Ất Mùi đó. Cũng như câu Thầy nói là qua năm dê đến lúc mùa hè, trong ba tánh biết ai hữu chí. Thì cái nói năm dê thì nói về chi, còn nói Ất là nói về can. Mà hai cái này mình ráp lại là nó Ất, đây là Ất Mùi, nó can chi hai cái này nó ăn khớp với nhau. Thì hết thình rồi nó tới nó Ất Mùi có thể lập như hậu nhân hoàng ra. Thì nó tới hai hậu nhân hoàng ra là tới mức rồi đó, nó không còn gì nữa.
Đó, thành ra cũng có chỗ thầy nói là Quỳnh Long Lộ Dĩ, Bạch Sĩ Thiên Sanh, Nam Quốc Công Khanh ra đời cứu tế. Đó, thì theo tôi nghiên cứu, tôi nói là năm cuối thìn rồi là Đức Thầy đã về rồi đó. Nhưng mà thầy còn ẩn dạng thôi. Chờ đợi cái năm Ất Niên Bình Thử này là thầy xuất hiện. Rồi từ đó nó kéo dài cho tới vô Phật ra đời thế giới bình an luôn. Thì thành ra xóm vắng miền quê thôi, bây giờ mình mò đi. Mình mò là bây giờ thôi cũng không còn nóng nảy gì nữa. Chờ đợi từ đây tới tới cuối năm. Nó mà hãy thấy có thời gian nó biến chuyển thì biết ra rồi đó. Thành ra là thành này nó không thành nào. Còn nó từ đây tới cuối năm Tỵ qua năm Ngọ mà không có cái biến chuyển gì hết trên thế giới đó. Thì như vậy là nó chưa xong. Đó. Thì cái gần nhất đây nè, ở Ất Mùi 2015 đó, Ất Mùi này quan trọng lắm, bởi vì nó can chi đầy đủ. Nói chứ cái can thầy cũng có nói là Ất Niên Bình Thử Kiến Quân Thần nói can, còn chi là qua năm dê đến lúc mùa hè trong bá tánh biết hữu chí. Thì hai cái này ráp lại, can chi là Ất Mùi là nó có các cái can chi mà Đức Thầy đã có nói hết đó. Thì quý vị biết là vừa rồi đó, ở Sia Gia ở Trung Đông đó, nó dùng một cái loại gió khí gì mà nó tấn công mà cái đoàn cách mạng tức lật đổ chính quyền đó, chết cả ngàn người, trên cả ngàn người quý vị, một cái loại gió khí đó. Cho nên Mỹ là nó quyết định là phải là tấn công cái nước này, không để cho nó dùng gió khí chống tăng nữa. Nhưng mà rồi các nước Liên Quốc rồi cũng mà can dự vô thì biểu nó phải đem cái gió khí đó ra để mà cho Liên Quốc. Chứ nếu không thì Mỹ nhất định sẽ tấn công liền. Mà tấn công nó thì nước Nga nó đừng ủng hộ mà cái nước Syria đó. Thì như vậy là cái chiến tranh thứ ba nó có thể nổ liền đó. Do nên cho nên bây giờ ta đã đưa giờ dằn co dữ lắm. Mà cuối cùng thì bây giờ nó đem những võ khí ra để nó trình diễn rồi thì nó mới dịu lại đó quý vị. Chứ không là sơ sẩy một cái là cái này nó nổ rồi. Mãi nó nổ là lấy. Nhưng mà không biết cái này nó dịu rồi còn cái gì nữa. Từ đây cuối năm nó còn cái gì nữa. Chứ cái vụ Syria vừa rồi đó là dùng cái võ khí hóa học hay là nguyên tử gì đó mà giết hại cả ngàn, trên cả ngàn người đó. Thì nghe là bắt đầu nó mở mà một cái loại võ khí tấu tân rồi, chứ không phải là loại võ khí thường như hồi trước tới giờ nữa. Thành ra bây giờ cái tình hình thế giới nó nóng bỏng mà nó mỏng lắm quý vị ơi. Bởi vì cái chiến tranh nguyên tử này nó không có lâu. Nó hễ mà nó nổ rồi trong một sớm một chiều là thế giới là tan tành nè. Chứ không phải là mà dùng giặc mà như ươm giáo người xưa đâu. Hay bây giờ mà hay thế giới mà nó tuyên chiến rồi thì quý vị chỉ cái là chúng sanh là đang ngồi trên cái lò thuốc súng đó, thuốc súng nó nổ cái là tăng tầng hết trơn. Chứ không phải là vừa cho nên nó nhanh lắm. Thật ra từ đây đến tới năm Dậu rồi là nhất là thầy nói là năm rồng rắn ngựa dê chúng sanh thế giới ê hề thế thôi. Mà rồi quý vị nghiên cứu bên giáo lý thầy nói là không có lâu. Từ ngày thầy mở đạo cho đến ngày chung cuộc không quá 100 năm, mà bây giờ là 74, 75 năm rồi. Thì quý vị thấy là nó không có còn lâu đâu. Chỉ là ngủ một giấc thức dậy có thể là cuộc nó biến chuyển một cách nhanh chóng. Đúng rồi đó, thấy mình không phải là mình biết cái thời cuộc để chi mình theo dõi. Đây là cái tin tức hàng ngày nóng bỏng mà các nước trên thế giới nó đều có tin tức. Cái tin tức là thiện cơ chứ gì quý vị. Nhưng mà họ đó không có đúng. Còn Đức Thầy mình nói là mình mới mà tin chắc là Đức Thầy nói đúng. Là cũng như là đoán năm này năm kia hòa bình. Nhưng mà Đức Thầy nói là cái năm Dậu đó thế giới hòa bình. Nhưng mà mình không biết năm Dậu nào thôi. Thành ra là mình tu mà cũng phải theo dõi cái thời cuộc để cho biết nó biến chuyển. Nó biến chuyển thời cuộc cái đó là để mà mình ráng tinh tấn thêm nữa. Chứ hồi xưa Đức Phật không có nói thiên cơ đó là bởi vì cái thời xưa thời Thái Bình đó, mà cái thời đó là thời Thánh Đức, còn cái thời này là Hạ Quân Mạt Pháp rồi. Cho nên Đức Thầy nói thiên cơ rất nhiều, mà chính cái thiên cơ Đức Thầy nói ra đây đó, khi nào mà nó ứng nghiệm rồi đó thì người ta mới quỳ mọp mà người ta xá người ta lại Đức Thầy, thì lúc đó Đức Thầy mới đứng ra lập hội. Cái bây giờ Đức Thầy mà cái thiên cơ Đức Thầy nói mà nó chưa lộ đầy đủ hết thì Đức Thầy mà có xuất hiện nữa thì người nói nó cũng chưa nghe đâu. Đến cái lúc mà cả thế giới bệnh tật bom vi trùng nó nổ rồi nó chết làng ra khang hết trơn hết trọi, mà như Đức Thầy nói sau này Thầy trở về mà lấy nước mà rải vô mặt mà cứu cho uống không kịp lên cái gì đó là cái bom vi trùng nó nổ rồi nó lan tràn thế giới, người ta chết không biết bao nhiêu mà nói, rồi thêm bom nguyên tử, bom tinh khí nữa. Thành ra là cái màn đó là khi nó lộ rồi đó thì Đức Thầy mới là đầy đủ uy tín, người ta mới biết Đức Thầy đúng là ông Phật, ông nói vậy là đúng rồi. Cho nên người ta mới quỳ mọp, người ta mới tôn Đức Thầy là một ông Phật xuống trần rồi. Cho nên là lúc đó Thầy mới cùng với nó chơi chư quan hàng phục đó.
Chứ bây giờ thầy có nói nó không nghe đâu. Cho nên thầy nói là nửa sau đến việc biết đời, bây giờ chưa thấy, nó thầy không có tin. Nhưng mà đến việc rồi thì mới biết là khắp thế giới cửa nhà tan nát, còn xóm làng thưa thớt quanh yêu là đúng hay không thì lúc đó là mới biết được. Thầy xin có chút góp ý với quý vị về những lời thiên cơ là vậy đó. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Nghe con không chú? Con chú lúc chú đừng nói thì con có điện thoại. Mà khi con thấy trong room là để hết, thấy đạo làm người để hết là con mau mau con kêu tắt điện thoại đó mà con lên. Nên nhiều khi nó có những cái lúc mà mình cần nghe điện thoại thì không có ai kêu. Lúc mình đang làm việc thì lại có người kêu. Dạ. Rồi bây giờ thì con không nghe được trước thì chia sẻ bởi con không biết nói gì. Nhưng mà điều cái câu hồi nãy mà ở câu này con xin được đưa lên cái ý của mình nghe chú Tinh Thiền. Nãy chú nói là có như chú thì cái ý của chú là xứ Hà Tiên, tức là cái địa danh của cái phần cái chỗ đó là kêu bằng cái quận hay gì không biết của Rạch Giá đó. Thì có người thì nói là sông trước thì là sông Tiền. Nhưng mà con nghĩ ý của con nghĩ Đức Thầy nói là quyết dạy trần nên nói lời thường. Thì thành ra con nghĩ chữ Hà Tiên này chắc là cái địa danh Hà Tiên quá à. Chứ đâu mình có suy ra là Hà Tiên là sông trước hay là sông sau. Thì cái đó thì tự đồng đạo suy nghĩ thì mỗi người có một cách chia sẻ. Thành ra thị xã Hà Tiên ha. Thành ra nên Kiều nghĩ là chắc mai mốt thì Hà Tiên nên Kiều cũng tin giống như chú Tịnh Thiền á. Tức là có thể đó là cái xứ Hà Tiên á, đúng là cái xứ sở của đất Hà Tiên chứ không phải là sông trước. Cái đó cũng là một cái ý mà con tán thành với chú Tịnh Thiền. Và bây giờ thì trở lại chương trình thì Ninh Kiều xin kính mời quý đồng đạo đóng góp qua cái ý chia sẻ của chú Tịnh Thiền. Đạo làm người thì cũng có mấy ý nói rằng đất Mỹ thì nghèo rồi, đất Mỹ đã đi xuống, bây giờ mình lo cho nước Việt Nam mình thôi, còn nước ngoài thì mình không có lo. Còn Đức Thầy nói năm gà thì thế giới bình an, thấy bình dương là để ba thế chiến. Và tất cả đồng đạo mình an tâm với người miền Tây, mình tu rất nhiều nên miền Tây có ơn trên, nó không có bị gì hết. Cái đó cũng là một cái ý mà để mình có niềm tin, đặt niềm tin để mà mình tu học. Chứ còn thật ra thì nên Kiều nghĩ là nếu mà mình muốn tiến lên thế giới đại đồng thì mình phải lo, mình không phải là mình lo được cho nước người ta, nhưng mà mình phải biết nhận xét tình hình trên thế giới. Tình hình mình có được cái ốc mà mình tìm hiểu, mình có hiểu rộng hơn một chút thì nó cũng là rất là tốt chứ quý đồng đạo. Chứ không phải chỉ lo riêng cho mình hay là cho nước Việt Nam mình. Nếu như mình nói rằng mình lo cho Việt Nam mình thôi thì mình thấy mình hơi cục bộ, phải không chú quý đồng đạo? Dạ, thì Ninh Kiều xin cũng rất là cảm ơn ý kiến của Đạo Làm Người và xin được chia sẻ. Bây giờ thì con xin kính thưa, bây giờ em mời Quỳnh Hồng Quang đi Quỳnh. Cảm ơn Tầm Vô Vi nữa nè. Hình như đó giờ chưa, Ninh Kiều chưa có nghe Tầm Vô Vi lên mic ha. Có thể lên mic để góp ý với nhà thầy đóng góp thêm không? Quỳnh ơi, Quỳnh có nghe Ninh Kiều nói không? Dạ, cảm ơn bàn tay của Quỳnh. Xin mời Quỳnh cầm mic nha. Nam mô A Di Đà Phật, kính chào toàn thể chư vị đồng đạo. Quý vị có nghe được không quý vị? Cái máy nó mới sửa lại được. Không biết bây giờ có nghe được không vậy? Alo. Việc này là cái việc thiên cơ quý vị cũng khó lắm, mình cũng không có thể nói cho nó rõ được. Nhưng mà theo tôi hiểu thì xứ Hà Tiên. Cái Hà Tiên là cái sông trước nơi Đức Thầy ra đời, chứ không phải là Hà Tiên ở bên kia đâu. Bởi vì cái này Đức Thầy có nói với một cái vị nào giỏi nho nè. Năm đó nước lên đó, Đức Thầy viết cái bài này rồi đó. Thì sáng ra Đức Thầy ở trước cửa tổ đình đó, phát cái tay dưới nước được mà. Nước nó lên tới mặt lộ. Thì mới hỏi cái ông nho đó là ông giải giùm tôi cái Hà Tiên là cái gì. Ông kia nói Hà Tiên gì vậy, chỉ có gì đâu Hà Tiên mà. Ở bên Rạch Giá nó chứ đâu, Đức Thầy nó tôi hỏi nho mà. Rồi ông kia ông không có trả lời được, thì Đức Thầy mới khoát cái nước đi xong đó, Thầy chỉ đó Hà Tiên là ở đây nè. Thì cái này là nó rõ rồi, xứ Hà Tiên linh hiển cơ quan. Bởi vì khi mà Đức Thầy xuất hiện á, thì đồng với Minh Chúa xuất hiện, rồi thế giới đại chiến thứ ba nó
nó nổ, nghĩa là cả thế giới này. Thì cái sự xuất hiện của Đức Thầy đó, Thầy hóa giải cuộc chiến đó, cho nên là người ta mới đến, người ta thành phục Đức Thầy. Thì Đức Thầy nó kê thủ nhất tràng vạn địch nhân, cả 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 10.000 người đến để mà phục tùng Ngài, chứ không phải là toàn là anh hùng hảo hán không à. Cho nên là mình thì mình nói vậy, chứ thật sự thì xứ mình, xứ thánh địa, xứ người tu nhiều thiệt, nhưng mà ông ba ông nói là Châu Đốc An Giang mang nạn cả, phước nhiều mà quả cũng lớn, chứ không phải là mình yên đâu. Bởi vì trong cái số người hiền có người hung lẫn lộn trong đó, cho nên cái cuộc tẩy trần á, nó cũng có lừa lọc, cho nên là cũng thất điên bát đảo, chứ không có vừa đâu. Không phải là mình cứ yên như vậy đâu. Đức Thầy có nói rất là nhiều rồi. Cho nên là cái điều này đó, mình phải tu thì mới lướt qua được. Ông ba ông nói là thập bát quốc tồn tổng an lương mà, hay là tìm đến diệt đời Châu Đốc quốc lưu, mấy cái chuyện đó đó, thì mấy cái mà đã là những cái lời tiên tri hết, thì Đức Thầy cũng nói vậy, nhưng mà tại nó chưa đến thôi. Thì mình nhờ có tu đó, cái quả nó đến với mình nó rất ít. Từ xưa tới giờ đó, mình thấy nhất là cái tỉnh An Giang, cái quả nó đến ít nhất. À, vừa đến là chấm dứt, vừa đến là chấm dứt nha. Cho nên mình mới thấy cái lẽ nhiệm màu của Phật Pháp là vậy đó. Không, có nhưng mà rất là ít, bị không có giống như người ta. Thiên tai cũng vậy. Nhưng cái năm đó đó là ngay cả thế giới đều tiên đoán là cái cơn bão nó đi thẳng vào tỉnh An Giang. Là còn kêu tỉnh An Giang chuẩn bị đủ thứ hết, nhưng mà lúc cuộc rồi cái bão tới đó là nó tẹt đi xuống ở Vĩnh Long với Cà Mau, chứ không có An Giang. Mình mới thấy là cái phước nó là vậy đó. Nhưng mà không phải là mình chưa tới cái lúc mà mình hưởng trường tồn đâu, tại vì cái người hung người hiền còn lẫn lộn mà, phải có cũng có cái lần trả quả. Thì mấy cái này nó cũng khó lắm. Quân Tịnh Thiền thì nói thì nó dễ, còn đối với mình thì mình chỉ lướt qua thôi. Chứ thầy nói cuối năm tình sẽ lo dẫn chuyển, thì xứ Hà Tiên linh hiển cơ quan, thì không biết chừng nào linh hiển cơ quan, nhưng mà cái sự dẫn chuyển thì tôi nghĩ là ở trong vô hình á. Bởi vì Ngài chưa xuất hiện thì cái việc làm của Ngài ở trong vô hình mình hiểu không được đâu. Thầy có cái bầu trời riêng, Thầy tạo lư bồng mở hội quần tiên, cương tử nha song dị còn phiền, câu không rảnh chờ nó cũng gái. Tức là Ngài ở trong cái cõi vô hình, sau khi Ngài làm xong cái sứ mạng là đúng một con giáp mà, thì Ngài trở lại cái chỗ, cái bầu trời riêng của Ngài đó. Ngài làm những cái việc mà cái đó thì vì thương quá cho nên Ngài thổ lộ cho mình biết vậy thôi, chứ mình đừng cứ tưởng là khi mà Ngài mà xuất hiện thì cái việc đó nó cũng như gần xong rồi. Còn bây giờ thì cái chuyện của Ngài làm ở nơi đó đó không có bao giờ rơi nghỉ đâu. Cho nên là tạo như vòng mở hội quần tiên. Quần tiên là hội các cái bậc thánh tiên có cái trách nhiệm đó, Ngài cũng phân công phân nhiệm để phải cho làm một cái việc gì đó. Ở khi xuất hiện rồi là thực hành luôn à. Giống như là cái ông thầy tuồng, ông sắp đặt cái tuồng hát vậy đó. Thì sắp đặt ở đâu đó sẵn rồi, khi mà kéo mạng cái là đào kép là ra là hát mỗi người cái bổn phận nào, hát ở cái màn nào thì người ta ra ta hát ở cái màn đó. Thì cái chuyện mà của Đức Thầy làm nó cũng giống như vậy thôi. Cho nên là Đức Thầy nói là tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu, để chuyển xây trái đất một bầu, gắn lừa lọc con tiên cháu Phật. Thành ra mình, tại vì mình nghĩ mình hơi nôn nóng là mình nghĩ là chắc Đức Thầy lát nữa rồi xuất hiện rồi làm cái gì cũng ở trước mặt mình hết, nhưng không phải. Khi mà Ngài xuất hiện thì cái việc, tất cả sự việc đó nó gần gần như là muốn xong rồi. Bởi vì cái chuyện đó, cái chuyện vận chuyển của ơn trên hay là giả nha. Thầy nó cũng như Nhân Quý vậy đó, hồi xưa vậy đó. Chủ thiên còn giấu tại dinh chờ Ngài mãn hạn phép linh ban dài, giảng kinh đọc tụng chiều mai, làm theo lời chỉ Ngài đại gặp ta, Ngài dí Ngài như khương thượng.
bây giờ thì cái thời cơ chưa đến thì ngồi ở bàn kê câu câu không nhận, hay là giống như nhân quý vậy đó, ở ẩn với bà chủ tiên vậy đó, chờ khi mãn hạn thì phép linh ban rài. Thì cái tất cả những cái chuyện đó thì mình phải thấy như vậy, bởi vì là thầy thương quá cho nên là thầy chỉ tiên cho cùng tỏ hết trơn cho trần hạ từ nơi lao lý, cho biết gì để chi để cho mình tu, chứ còn cái việc làm của ngài thì mình không có cái khả năng nào mà tham gia được đâu, toàn là các cái vị Phật thánh tiên làm không à. Dạ, kính thưa toàn thể quý vị, thì tôi cũng xin góp một số ý nhỏ vậy thôi, do Linh Kiều kêu thì tôi cũng lên góp một ý nhỏ thôi, cho nên là thầy có nói đó, chớ nóng tánh phàm chớ vội quay, ngày lũng tháng qua năm sẽ đến sẽ tới, trẻ già sẽ thấy cái hay hay à, cho nên là tại vì mình không có thấy được, nhưng mà ngày thì ngày thấu lộ hết trơn à. Rồi bây giờ trả miếng lại cho Linh Kiều nha.